từ 55 tuổi đổ lên. Thì nếu mà ở miền Nam thì ai chúng ta cũng nhớ đến cái việc mà sau khi mà Cộng sản chiếm miền Nam thì khoảng tháng 7, tháng 8 người ta nhớ mới rõ tháng, thì họ bắt đầu đổi tiền lần thứ nhất. Hôm đấy, lúc đó thì tôi đang ở nhà, thì tôi với mất người bạn rồi tất cả mọi người đi ra xếp hàng để đổi tiền. Rất nhiều người, có một số người tự tử ở trên Sài Gòn, có người số người tự tử, nhưng mà dưới miền quê thì cũng không có nổi, tại vì hầu hết là cũng không có nhiều tiền quá. Nhưng mà dù ít dù nhiều thì khi mà mọi tiền bạc đã được ký quỹ thì nhà nước phát cho mỗi gia đình đợt đầu là chỉ có 200 đồng thôi. 200 đồng lúc đó rất là lớn, tại vì lúc đó thì tại vì họ chưa có làm tiền xu bằng từng cắc, nên lúc đó tiền giấy cũng có tiền xu, và 10 xu lúc đó là một món tiền kha khá. Nên nếu mà lúc đó chúng ta cầm một tờ 10 đồng và số tiền khá lớn mà mang nó ra ngoài chợ thì rất là khó xài, vì không có ai có tiền nhỏ để thối lại. Rồi thì cũng mua tới mua lui, mua mãi thì cũng, mà cũng chẳng hết được 10 đồng. Phần vì giá cả lúc bấy giờ thì chưa được ổn định, phần vì 10 đồng trên một tài sản là 200 đồng được coi là một số tiền khá lớn. Từ câu chuyện đổi tiền sau năm 75 sau này, cái đợt đổi tiền cuối cùng tôi nhớ là khoảng chừng năm 82, 83 rồi. Thì tôi muốn đi vào cái đoạn tin mừng hôm nay. Những người biệt phái và những người giàu có trong dân Do Thái thì họ rất là rộng rãi đối với đền thờ. Họ thường bỏ vào hòm dân cúng những đồng tiền vàng lấp lánh. Trong khi đó một bà quá nọ chỉ bỏ vào có 2 đồng sèn trị giá bằng 1/4 xu. Hồi đó một quan tiền, một denier thì là nó có giá trị bằng 64 xu. Một số lương công nhật của tất cả những người thợ làm đó, và một quan tiền thì được 64 xu thì có thể nuôi được cả gia đình. Trong khi đó cái đồng bà quá này bà chỉ có 2 cái đồng sèn, nó là giá trị bằng 1/4 xu thôi, rất là nhỏ. Khi bà bỏ vào chung tiền như vậy, Chúa ngồi quan sát và Chúa nhìn thấy và Chúa đã khen ngợi bà là người dân cúng nhiều hơn hết. Tại sao lại thế? Vì những người biệt phái với những giàu có tuy dâng nhiều nhưng là những dâng những cái dư thừa, họ thừa thãi. Cái đó là chưa kể cái việc mà họ dâng những cái được tích lũy bằng những hành động bất công, gian tham, bóc lột của người khác, tham nhũng. Còn bà quá tuy dâng ít nhưng mà của ít, bà của thì ít thật, nhưng mà đó là tất cả những cái mà bà có. Đó là tất cả những gì cần thiết để duy trì sự sống cho bà và gia đình bà. Tuy chỉ có 2 cái xu tên đó thôi. Như thế trước mặt Chúa, bà tuy ít mà lại nhiều. Còn những người biệt phái và những người giàu có thì tuy nhiều mà lại ít. Và hơn thế nữa, Chúa xét đoán lòng chúng ta chứ không có xét đoán cái hành động bên ngoài. Cho đó mà nếu mà xét theo ý hướng của từng người
chúng ta sẽ ghi nhận được rằng có một sự khác biệt rất là lớn, rất là việc sâu xa giữa những người biệt phái, những người giàu có và bảo hóa. Những người biệt phái và những người giàu có dân cúng nhiều, cốt ý để cho mọi người thấy và lên tiếng ca tụng họ là người bác ái, rộng rãi và quảng đại. Như vậy, cái động cơ thúc đẩy họ hành động là vì mình, vì danh dự phù phiếm của mình, hầu thỏa mãn tính tự phụ và kiêu căng của mình. Trong khi đó, bà quá nghèo túng âm thầm hy sinh cả những cái cần thiết nhất của mình vào đền thờ mà không cần một ai biết đến, không cần một ai ca ngợi. Động cơ thúc đẩy bà hành động đó là vì Chúa, vì lòng yêu mến Ngài. Đó cũng là cái cách thế mà giúp chúng ta thánh hóa cuộc sống thường ngày của chúng ta. Hay nói cách khác, lòng mến chính là đôi đũa thần biến những hành động nhỏ bé và tầm thường của chúng ta trở nên những sợi chỉ vàng và dệt thành tấm vải cuộc đời của chúng ta. Có rất nhiều những cặp vợ chồng trẻ rồi có con nhỏ rất là vất vả, cả hai vợ chồng đi làm rồi phải chia nhau chăm sóc con cái, đón con, đưa con đi học rồi đón con về, mỗi người phận vụ. Nên nhiều khi về đến buổi tối thì cũng không còn giờ, nên Lan đang ngủ thôi. Nhiều khi quên cả đọc kinh. Rồi cuối tuần bỏ chút thời gian ra cho Chúa, đó là một hy sinh rất là lớn.